3, 2, 1, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng tuyệt vời đến từ câu lạc bộ Lan Thương. Xin mời các chị, chúng ta sẽ cùng nán lại sân khấu để cùng đón nhận tình cảm thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất tới từ Vân An Aerobic ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là tiết mục biểu diễn của team của huấn luyện viên Anh Kin, tiết mục số 9. Và sau tiết mục tới từ câu lạc bộ Anh Thi sẽ là câu lạc bộ tới từ huấn luyện viên Thúy Zenda, chúng ta sẽ chuẩn bị ạ. Tiết mục số 9 của huấn luyện viên Anh Kin. Và ban âm thanh đã có nhạc chưa? Và quý vị lưu ý, sau tiết mục sau đây của câu lạc bộ Anh Thi Cẩm Phả sẽ là tiết mục tới từ câu lạc bộ huấn luyện viên Thúy Zenda và huấn luyện viên Thúy Dung Thường Thái Bình, chúng ta sẽ chuẩn bị ạ. Và xin mời hai tiết mục tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị nhạc cũng như di chuyển về vị trí cánh gà của sự kiện ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng chuẩn bị gửi phần trình diễn vô cùng mãn nhãn, sôi động tới tất cả mọi người đã có mặt trong đêm tiệc của chúng ta. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, sau tất cả các tiết mục trong hạng mục biểu diễn trong đêm gala ngày hôm nay sẽ là tiếp tục hạng mục bốc thăm trúng thưởng.